Tôn Thiến, nữ tỷ phú gốc Hoa quốc tịch Canada, được xếp hạng trong danh sách top 100 người giàu nhất Trung Quốc bởi Huron Rich List, bị kết án 8 năm tù vào cuối tháng 6 năm nay 2020. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cuộc đời của nữ chủ doanh nghiệp này quay ngoắt 180 độ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện ly kỳ của Tôn Thiến. Tôn Thiến tay trắng lập nghiệp. Năm 1997, Tôn Thiến thành lập công ty dược phẩm và sinh hóa Lipman tại Bắc Kinh. Từng là giám đốc kiêm phó chủ tịch, năm 2012, Lipman được niêm yết trên sàn chứng khoán Thẩm Quyến. Tôn Thiến từng có tên trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc của bảng xếp hạng nổi tiếng Huron Rich List, với tổng tài sản lên đến 3,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11,7 nghìn tỷ Việt Nam đồng. Tôn Thiến đầu tư di cư sang Canada năm 2004, năm 2007 chính thức trở thành công dân Canada. Tuy nhiên, đúng vào lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển nhất, thì sức khỏe của Tôn Thiến lại ngày càng sa sút. Cô mắc bệnh hoại tử gan, buốt vai, trầm cảm, tim bị chẩn đoán mắc chứng ngừng đột ngột vô cùng nghiêm trọng. Đã thử qua biết bao phương pháp trị liệu nhưng đều vô hiệu. Năm 2014, Tôn Thiến thông qua cha mẹ biết đến Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công là môn tu luyện trường phái Phật gia, giúp nâng cao thể chất và tinh thần, dựa trên nguyên lý căn bản là chân, thiện, nhẫn, được phổ biến rộng rãi tại hơn 114 quốc gia. Sau khi cô tu luyện thì toàn bộ bệnh tật đều không cánh mà bay, cơ thể phục hồi một cách kỳ diệu trong một thời gian ngắn. Ngày 19 tháng 2 năm 2017, Tôn Thiến bị cảnh sát bắt cóc vì tu luyện Pháp Luân Công tại nhà riêng ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Sau khi Tôn Thiến bị bắt, tài khoản ngân hàng của em trai, em gái và em rể đều bị đóng băng. Người mẹ già 78 tuổi Lý Vân Tú bôn ba khắp nơi tìm cách giải cứu con gái. Bà Lý Vân Tú nói, con gái bà chỉ là một người tốt, không hề phạm tội. Bộ trưởng Ngoại giao Canada lúc đó Christina Freeland và nhiều chính trị gia khác bày tỏ quan tâm trường hợp của Tôn Thiến. Irwin Kotler, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Canada, trong một tuyên bố nói, cuộc đàn áp và truy tố Pháp Luân Công là sự phá hoại và trà đạp của Trung Cộng lên nhân quyền và pháp trị. Việc bắt giam học viên Pháp Luân Công cũng là công dân Canada, là trường hợp điển hình kết án người vô tội thành có tội. Em gái của Tôn Thiến tiết lộ rằng, khi Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc đến nhà giam số 1 Bắc Kinh để gặp Tôn Thiến, họ phát hiện rằng cô bị tra tấn. Tôn Thiến đã bị đối đãi một cách vô nhân đạo. Cô đã bị 4 cảnh sát nam ấn xuống đất, xịt hơi cay vào mặt, ép ngồi trên ghế sắt, còng tay và xích chân liên tục trong 24 giờ. Cứ ngủ được 30 phút lại bị gọi dậy. Không được thay quần áo trong suốt 60 ngày. Trong 13 ngày liên tiếp, Tôn Thiến bị còng tay cố định, là loại dụng cụ tra tấn không có dây xích ở giữa còng. Và cô bị bắt đeo bất kể khi ăn, ngủ, đi bộ hay đi vệ sinh. Theo ông Tạ Yến Ích, luật sư bào chữa của Tôn Thiến, cô đã bị khủng bố tinh thần đến mức mất lý trí mà đồng ý quyên tặng tài sản trị giá hàng trăm triệu đô cho trại giam nơi cô đang bị giam giữ. Gia đình lần lượt mời cho Tôn Thiến hơn 10 luật sư, đều bị Cục Tư pháp và An ninh Trung Cộng đe dọa uy hiếp, ép rút lui, không được làm đại diện cho Tôn Thiến. Sau khi bị giam cầm hơn 3 năm, ngày 30 tháng 6 năm nay 2020, Tôn Thiến bị kết án 8 năm với tội danh được gọi là lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành luật. Luật sư Tạ Yến Ích cũng vì lên tiếng bào chữa cho Tôn Thiến mà bị thu hồi giấy phép, phân tích rằng Tôn Thiến bị kết án nghiêm trọng tại thời điểm này, không loại trừ sự tham ô bất hợp pháp, khối tài sản 2,1 tỷ nhân dân tệ của cô. Ngoài ra, giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu gần đây bị tòa án Canada xác định phù hợp với tiêu chuẩn phạm tội kép, đang tiến hành thủ tục dẫn độ sang Mỹ xét xử. Trung Cộng ngay sau đó đáp trả, bắt giữ hai nam công dân Canada và buộc tội gián điệp tại Trung Quốc. Mặc dù liên tục phủ nhận vụ việc liên quan đến Huawei, nhưng Trung Cộng sau đó lại tuyên bố, nếu bà Mạnh được thả thì hai công dân Canada có thể được trả tự do. Nếu Canada từ chối, Trung Cộng rất có thể trả đũa, kết án trọng tội công dân Canada. Lý Tấn, Chủ tịch Học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada biểu thị, còn có thân nhân của 9 công dân Canada cũng bị giam giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công. Chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada, ông Alex Nivy biểu thị,
việc xét xử Tôn Thiến không cách nào đáp ứng yêu cầu của luật pháp quốc tế về một phiên tòa xét xử công bằng. Những hành vi ngược đãi xâm phạm nhân quyền như bắt bớ phi pháp, xét xử bất công nghiêm trọng, tra tấn và ngược đãi các học viên pháp luân công vẫn đang diễn ra với phạm vi lớn. Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi Trung Cộng chấm dứt cuộc đàn áp vi phạm nhân quyền này bên ngoài Trung Quốc. Phỉ báng tín ngưỡng Cơ Đốc, pháp luân công cũng diễn ra tại các nước cộng sản vô thần như Việt Nam, Triều Tiên. Nha Trang năm 2016, công an đánh đập học viên pháp luân công. Tòa án Thái Nguyên năm 2017, kết án học viên 9 năm tù vì tội cướp tài sản của chính mình. Năm 2019, tin giả liên quan vụ án bê tông Bình Dương có nội dung phỉ báng pháp luân công tràn ngập truyền thông Việt Nam. Tháng 7 năm nay 2020, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio và John Nikonin đã gửi thư cho Bộ Ngoại giao Mỹ thúc giục các biện pháp trừng phạt vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.